cầm nuôi phụ lạc sân trái lệ mâu mừng là chào thay lạc sân sân nhu bia tên em sẽ xì đề án dân quyền Việt Nam hướng về hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 vận động cho người tị nạn ở Thái Lan. Đoàn Việt Nam sẽ có nhiều người tị nạn và cựu tị nạn ở Thái Lan. Mạch sống ngày 19 tháng 6 2022. Sống tới đây, chỉ như bè có nhiều dân quyền Việt Nam. Xin như chẳng lại này, chỉ hướng về hội nghị, hướng về hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Xin ngã, lại này, chỉ ở công đề dịch vụ, sẽ xì như chẳng thức ta. Gặp nơi như phun rệt thâu, lại bị bình pro tị là chả mi, như phía Washington DC. Sơn, nạc đầy gá là tập người chỉ chẳng rầy, tục chữ áp tị là chả Thái Lan. Cựu người tị nạn như yêu sinh ạ, cựu nó lại dình cùng suy thôn này, dùn là tục suy lên. Đã đại ma thôn, đã bộ thôn, đã đại bè hình cơ nần, ở gặp nơi như phun. Cơ dì khỏe nắn dình ra này, như phía hàng thâu nhớ. Hình cơ giác ăn cơ chợ thượng thư đề mạng bầu rụi vùng dình sơn. Bụt chả gùm, rong lật là thao hiếc, thao hiếc, hình nhớ, dính yêu phùng, duy nàn rè nào sẽ xì, như vậy, cố cộng biết, nào bị bình, nó cũng sẽ xì, ý đề là xa cố, tòa nhà tăng, như vậy, sân ẩn. Sân ẩn tới đây, như lo lạnh nha. Là thành phần của tổ chức BPSOS sẽ lồng vào nghị trình của Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022. Chủ đề bảo vệ nạn nhân của sự bách hại vì lý do tôn giáo, trong đó bao gồm vận động tự do cho các tù nhân lương tâm tôn giáo và bảo vệ những nạn nhân đang lấy nạn ở quốc gia khác. Đó bùm sẽ xin nhờ lại. Sẽ xin nhờ lại cái này. Dình lề thảo luận cơ hội nghị quốc tế này lại. Dình cơ lề rằng nạn chặt bài cập hùng nạn đề gã là tập nghị chẳng về dình hùng đạo. Sexy có tung bầu lúc lúc play phong đạo nắn play duy nà nắn lê lê ăn ngạt chặt lê bùi ạ sexy có lạnh lúc 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 bị đặt a cọ khôn tà nệ rằng dạ lê bố sexy phong bùn dạ lê nần y a dịch như bè dù lê thay duy đạo phong bùn dạ lê nần y a dịch đoá chô này dình rằng bì mô dình sexy có ơ gầm bì bùn xin nâng rằng sẵn rằng thảo luận chính về vấn đề dọc tên đọc này ngày 28 tháng 6 2022 sân. Sân tên luôn như là lạnh mà. Để thực hiện cuộc vận động bảo vệ người tị nạn đoàn Việt Nam do BPSOS điều hành sẽ gồm nhiều người tị nạn ở Thái Lan. Trước đây cũng như một người đến trực tiếp từ Thái Lan để tham gia hội nghị thượng đỉnh. Ám sẽ sân xin ạ. Dinh, cái bút chân cũng yêu, lại là luật sư yêu văn phòng BPSOS từng ở Thái Lan chỉ xã châu. Vịt la đại diện cười vẹt cây bầu chủ chẳng là chủ của tôi bầu ấy nuôi Thái Lan nuôi đọ tị nạn Thái Lan biết đâu làm nên gì sẽ chỗ nào đại diện thì nhà trắng nào cầu nào của vương và quốc hội Mỹ nào gì hưng đặc nào gì về giá đọ buồn sàn Việt Nam đối tị là chặt Thái Lan tục chữ đọc sẽ xí nạc đế nạc rai nạc nông drink khó tu ba luôn nuôi bên này rồi vân chỉ sợ chua nên bị la nó hơn gì lại còn nó sẽ xin được bên này chỉ bẹp buồn cro làm sẽ xin tuy không thừa nhận về mặt luật pháp nhưng hiện nay Thái Lan đang là quốc gia dùng chứa phần lớn những người tị nạn đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác, phần lớn trong số này là người bị bách hại vì niềm tin tôn giáo là trong quốc gia đừng mừng là chẳng cân lũ duyên nà bịa đặt tên này gì hề sẽ gì là đừng mừng là chẳng Việt Nam giác này hùng rẻ đuổi ở cầm này của gì sân ân hùng rẻ đuổi tên này chỉ chẳng là 90% hùng rằng hạ chạm dùa quay đạo bớt quay đạo sinh á sân ân bút chạm cùng như biết nần ngày 22 tháng 8 là ngày bị bất hại vì lý do tôn giáo trở bộ sinh ngạc bất hại nhu ngạc chạc lê bộ sẽ sĩ minh xó lê phụ môn giá lê nị ạ dịch lê nạc đến nỗi sẽ sĩ phụ dòng tây duân ca thành trần ngọc thành thì giờ lại có kì nên dình bàn tay của ngọc sản trở bộ sinh ngạc
như xứng đáng như việc bách hại vì lý do tôn giáo, như kỷ niệm định kỳ thứ năm 22 tháng 8 sân thượng quốc gần mình gì các lại lần people có như lại khó biết đã gì bàn tay của cộng sản có một do cổ khó làm sẽ xem biết đã như khó xích đi như có lên như chẳng có thì mô tụ của bao tụ như mà thấu lên một sự biết đã như có cho một sự xâm gì như bè cộng sản đem đá do vậy ở được bùng sẽ xem biết đã xin ngài bút chân gom đã thâu lại hạt chi tiêu lại xin được bằng yêu con ông con nào yêu riêng Việt Nam nam tuôn tị là chẳng mi như bè Washington DC sầm bin prong tân ẩn về nhà ngài gì play đàn áp độc tôn giáo như màu xích xin được ở được bình quân xin được thì cuộc này như lo lại mà hình một gia đình ông Hoàng Văn Tá từ Thái Lan đến phi trường Denver, Colorado ngày 11 tháng 4, 22 ở Santa Monica, gia đình Đỗ Hoàng Văn Tá này chỉ duyên nạp mụn ở nào hơn là nào yên ghi các lấy duyên nào như mục sư như gì là có làm sẽ xin lần xin hiện ở Thái Lan có khoảng 1.500 người Việt, trong đó hơn phần nữa là đã có quy chế nạn nhân nhưng chưa được định cư, số còn lại hoặc đã bị từ chối quy chế tị nạn hoặc đang phỏng vấn quy chế tị nạn với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc Sơn Hùng Nạc Nui Quân Sang Rê tục chức đặc tị là chào Thái Lan này chính lưu sẵn trục cờ sải bồi mà tu chủ dình dài nồng hạ lại đi biết ra hạ nâng dình sẽ như lạc này màu trục cờ y bè y bầu lên màu quy chế Sơn Hùng màu quy chế này cũng suy lên Sơn ở câu cờ quốc hội Mỹ sẽ xì biết nào ở trang răng lọ tụ rung trang răng lọ giao các cung rê chỉ nào mút mà là chào sẽ gì mỹ một đặc trang tập sẽ xin ở gần mình luôn xin ăn thì cuộc này như lo người Việt đang lãnh nạn ở Thái Lan có đặc điểm chung đó là phần lớn thuộc các sắc dân thiểu số người Hơ Mông và người Thượng theo đạo Tin Lành và người Khmer Rom theo Phật giáo tiểu thừa. Ngoài ra cũng có một số giáo dân công giáo bị bách hại vì lý do đòi công lý trong vụ nhà máy gang thép Formosa xả thải chất độc và biến biển 51 năm 2016 số người Việt đã bị đi tị nạn chính trị chỉ là tỷ lệ nhỏ ở Thái Lan là bộ sinh ạ dình như bè sẽ xin cái tình động phía Bắc lấy bộ đơn dịnh khung máu vật dòng tây dân là máu vật khung dịnh sẽ xì mông dịnh nhiều liên quan đọc phung mô xa dễ nhận là như thái đọc như đẹp xảy dễ càng kia bà pra bẻ đi bị đặt khung này vựa cầu ưu rực vụt chẳng cung nào lăng là nằm kra về sân lục nà dòng tin mạng nạ chặt bài cơ đi gợi sân lục nà về lãnh nạn sân lục nà như lại cơ đi gợi dịnh sẽ xì chính trị tin nạn chính trị Sơn Lâm từ quốc này như lo lắng không? Bằng nỗ lực của mình và với sự đóng góp tài chính của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, BPSS đã mở văn phòng pháp lý hoạt động tại Bangkok từ năm 2010. Tại đây có các luật sư, các trợ luật viên, các thông dịch viên và cán sự xã hội để giúp đỡ người lãnh nạn về quy chế tị nạn và nhiều mặt khác như tìm cơ hội định cư, can thiệp cho những người bị cảnh sát Thái bắt giam, dạy tiếng Anh về chuẩn bị cho ai có cơ hội định cư, hỗ trợ các nỗ lực giúp đồng bào về y tế và đời sống. Thưa quý vị ạ, Sơn Jin đồng bằng thuần thoại bộc lộ mở văn phòng ở tỉ Bangkok, Thái Lan, Lenin, những ru, lấy cổ những ru, sexy, khung độ nục nà Thái Lan mặt như bè di cư bất hợp pháp cứ sẽ làm nhiều động tô cũng đang chỉ sẽ như lại này thì phải trả cả thọc lấy mì lẽ nên như sẽ làm đuổi hôm nay thì lò hình cái chi giặc nạn sẽ xin ở gần mình cùng lẽ nên về mặt y tế tập những lưu mà thậm chí gì câu có bụng câu gì dạ mà cái hiện rào lại mà biết nộ sẽ xin ở gần mình cùng xin tình huống như vậy mang vấn đề người tị nạn tôn giáo tới hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 chính là hành động thực hiện của BPSS và đoàn Việt Nam trong
chủ đề bảo vệ người tị nạn tại sân gì đây như vậy độ sẽ xì trang nặng này mạng này mạng lưới này chi ngã nhung gang gì khung đang ngã chặt bay khung người tị nạn sân lần nhấp độ rộng xí đã thay làm mạng cứ đã ngã rộng này rộng đi sẽ xì đồng với Việt Nam lãnh đạo sân lần trước tuần này chỉ nhiều can thiệp nhung gang sân lần ở gần mình luôn. Các thành viên của phái đoàn được cộng vận động người tị nạn bao gồm có Viết Quân Crong và mục sư Aga Đi Phích Đức, mục sư Vàng A Chí Minh, ông Hoàng Văn Tá và con trai là Hoàng Văn Phanh. Đang gì sẽ xì khu như bè cọ rộp bò và dạp dì đơ phụ này như là bị bình thị nhà tăng tỷ Washington. Sơn ở gầm lịch bụi, được luôn như lại. Cô Viết Quân Crong đến trực tiếp từ Thái Lan là một nhà hoạt động nhân quyền năng động của người ID. Cô đã có thời gian làm việc với Liên Hiệp Quốc về vấn đề người tị nạn tại hội nghị này. Cô có người điều phối buổi trình bày về nội dung người tị nạn tôn giáo diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2022. Cô biết hiện đang hỗ trợ cho tòa luật sư của BBSS tại trợ ở Bangkok là các cùng Sơn Sơn ở gần Liverpool. Sơn thì bọn anh nhiều lắm lắm. Mục sư Aga và Phi Chí Đức là tham dự viên sẽ lên tiếng vào tình trạng của người thượng tị nạn bị bách hại vì lý do tôn giáo là các cùng Sơn ở gần Liverpool. Đấy bôi không chỉ lưu Sơn rằng ngã chắc rằng ngã bay cứ do anh ngã cứ do các lệ đạo Sơn như là như đây lầm điều 18 break lên nhiệm lệ đạo bị đặt một mỏ. Sơn thì bọn anh nhiều lắm. Ngoài ra, cựu đại sứ Hoa Kỳ Groven Joseph Rich, cố vấn thâm niên về các đề án quốc tế của BPSS sẽ điều phối buổi hội thảo về quốc tế vận cho người tị nạn. Đại sứ Rich mời về lại Hoa Kỳ vào sau chuyến thăm ở Thái Lan mới đây và sẽ trở lại Thái Lan vào trung tuần tháng 7 để yểm trợ cho toàn luật sư đang hoạt động ở Bangkok. Trưởng toàn luật sư này vừa đi Geneva để góp ý với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc với giải pháp cho người tị nạn ở Thái Lan. Ở đây cũng xin ngã. Xin lần gì các lệ lần Jim Sexy thì cây mi này, Hoa Kỳ này, đại sứ này, tụ đại sứ này, Red này, thì xin lần Ru này, Red ở Thái Lan, lệ lần giúp nộp, ăn nặng. Chữ chẳng được dụng chữ đọc cái này đích thân đi bộ rệ giang ạ như sẽ rằng câu có chính phủ Hoa Kỳ lệ như sẽ rằng mạng bọc học nuôi tí nạ như sẽ rằng chẳng bàm đuối khung đục chữ đọc nào lầm ra chả sẽ xin nhu biết thông nhu ơ gặp bình phụ sẽ rằng tình cụ này cầu chứ play hương đạc lên nần cầu chứ play sẽ xí chẳng có yên nào là thâu bọc nặng này khung nuôi tục chữ đọc lên nần rất là bình bình phong thì là thẩm mỹ sẽ là sẽ là chẳng đủ để tập luận bình mức.